Nuôi chào mào là phải phải như thế này này, thả ra. Tôi lấy tay tôi bắt được đây, tôi sẵn sàng bắt được nó, nhưng mà thôi sợ nó sợ. Đây là cách nuôi chim chào mào của dân chơi phố núi Gia Lai. Tôi giờ tôi thôi miên nó. Bay con kia rồi, nó bay con kia mất rồi các bạn ơi. Đấy bạn thấy không, mình nuôi chim là mình cứ thả ra ngoài này thôi, không có sợ gì cả, chỉ sợ mèo thôi. Giờ tôi sẽ quay cận cận cho mọi người coi. Đấy các bạn thấy không, rất là đẹp. Nuôi chim mà thả ra ngoài đó các bạn ạ, đừng có để trong lồng, trong lồng tội lắm. Hãy thả chim, đây là một lời khuyên chân thành như vậy, được nó bay trong chơi thoải mái, không có sợ gì hết. Đấy rồi, nó bị thôi miên bởi cái kín rồi. Đấy, khi mà đến gần đấy thôi, nó tự động nó bay thôi. Đấy. Để ra ngoài nó rửa lông rửa cắn này mới vui chứ. Tôi nuôi là tôi toàn thả chim ra ngoài thôi. Không có để nó ở trong lồng gì hết. Đấy, thấy không? Cái này mới gọi là nuôi đúng không bạn? Và giá ra đi của em nó là 100.000 đồng. Các bạn sẽ liên hệ với mình ngay lúc này. Các bạn sẽ có một chú chim thả rông, không cần phải gọi là nhốt trong lồng. Hãy liên hệ nhanh ngay nhé, trước khi là người khác đặt mất. Đấy. Đặc biệt là nhà các bạn mà không có mèo nhé, có mèo là không được đâu.